Xin chào các bạn. Trong video ngày hôm nay mình sẽ nói về những cái điều kiện, những cái yếu tố cần thiết để các bạn có thể trở thành một videographer hoặc là photographer chuyên nghiệp. Thì lý do tại sao mình lại làm cái video này, thứ nhất là dành cho những các bạn học viên của mình. Thứ hai nữa là dành cho những bạn yêu thích công việc quay phim, chụp hình nói chung, giống như là quay phim, chụp hình cưới nói riêng. Mình sẽ chia sẻ cho các bạn những vấn đề như là tại sao lại là làm quay phim, chụp hình cưới mà không quay phim, chụp hình ở những cái thể loại khác, những cái mảng khác. Rồi những cái kinh nghiệm, những cái vấp ngã mà mình đã trải qua, rồi những cái hướng đầu tư thiết bị như thế nào hợp lý để cho các bạn có thể bắt đầu công việc cách nó dễ dàng hơn. Có nhiều bạn hay hỏi mình là tại sao mình lại đi làm công việc quay phim chụp hình cưới mà lại không làm những cái việc như quay phim quảng cáo, MV hay là thời trang vân vân. Thì bản thân mình cũng làm song song những cái việc đó, mình vẫn sản xuất MV, mình vẫn quay quảng cáo, mình vẫn quay sản phẩm. Cái nghề chính của mình đến hiện tại bây giờ vẫn là cái công việc mà quay phim cưới, chụp hình cưới. Và bởi vì sao? Thứ nhất, mình thích làm cưới ở cái chỗ là khách hàng, mình phục vụ là cô dâu chú rể, họ sẽ dễ chịu hơn rất là nhiều so với cái việc mà các bạn đi làm cho một cái công ty nào đó hay là trong cái agency nào đó. Bởi vì sao? Thứ nhất là ban bệ sếp, sếp lớn, sếp nhỏ, rồi duyệt tới duyệt lui. Chưa kể đâu các bạn, đến cái ngày đi quay rồi hành lên hành xuống. Và nhiều khi á, một cái set khi mà quay quảng cáo đi, ngoài giám đốc ra còn có trưởng phòng, còn có nhiều người khác không liên quan cũng có mặt ở trong đó góp vui gì đó. Đó, cho nên là áp lực nè, rồi phiền phức, rồi nó sẽ mệt mỏi, nó đủ thứ đó. Thứ hai nữa, khi mà các bạn đi quay là đã trần ai rồi, các bạn đi về các bạn hậu kỳ cũng mệt mỏi nữa, sẽ có những cái bản file save ra như là final 1, final 2, final 3, final 4, final vô tận luôn, vẫn chưa biết khi nào nó xong, bởi vì nó sửa tới sửa lui, sửa riết. Rồi tiếp theo nữa là tiền bạc, khi mà xong job giao sản phẩm rồi thanh toán lâu lắc lắm, kế toán đi đẻ, kế toán đi nghỉ bệnh, rồi kế toán bận việc này việc kia, rồi tới ngâm mấy tháng trời chưa trả tiền. Có những cái job mình bị ngâm tới nửa năm trời. Thì những anh em nào mà làm production sẽ biết, làm cưới thú vị ở cái chỗ là các bạn gặp gỡ rất nhiều người. Cô dâu chú rể là những người có thể là thành đạt, có những người bình thường giống như mình, có những người người ta sẽ có những chia sẻ những cái kinh nghiệm về cuộc sống của họ, về nghề nghiệp của họ. Mình biết được rất là nhiều thứ, mình mở rộng được mối quan hệ nữa, đó rất là nhiều cái hay. Rồi không những mình làm quen, mình làm bạn được với cô dâu chú rể, mình còn làm bạn được với bạn bè và gia đình của họ nữa. Mình biết được rất là nhiều người, cái mối quan hệ mình sẽ mở rộng ra. Rồi làm cưới sướng ở chỗ là cô dâu chú rể họ xem portfolio của mình, xem sản phẩm của mình, họ quyết định book mình làm việc cho họ, thì họ tin tưởng mình. Chứ không phải như một cái agency nó book một cái bên sản xuất, một cái công ty production sản xuất sản phẩm cho nó nhưng mà nó không tin tưởng. Nó book một bên production cho nó xong rồi nó còn dám cho người theo giám sát, rồi cái người đó không có chuyên môn về production, không có chuyên môn về hình ảnh hay thẩm mỹ, vẫn có thể chỉ trỏ, vẫn có thể can thiệp vô trong quá trình sản xuất. Cái đó là mình thấy hoài. Nhưng mà anh mới chịu thôi, bởi vì người ta là khách hàng, phải trả tiền phải chịu thôi. Còn cô dâu chú rể thì cũng có những người như vậy, chứ không phải không có, cũng có, nhưng mà số lượng rất là hiếm đúng không bạn. Nhưng mà tỷ lệ nếu mà đem ra so sánh thì mình vẫn thấy làm cưới nó dễ thở hơn nhiều và kiếm tiền dễ hơn. Các bạn làm nghề đủ lâu, sản phẩm các bạn đủ đẹp, các bạn có khả năng kiếm được tiền nhiều hơn. Khách hàng của bạn nâng cấp lên một cái level khác thì cái thù lao bạn nhận được sẽ nhiều hơn. Những bạn làm những cái công việc ở những cái lĩnh vực khác, họ sẽ không đánh giá cao những bạn đang làm cái lĩnh vực cưới. Và bởi vì sao? Thì cũng có cái lý của họ. Tức nghĩa là những bạn mà làm trong cái lĩnh vực quay phim chụp hình cưới đi, thì kiến thức nè về thiết bị cũng giống như là am hiểu về ánh sáng, tất cả mọi thứ sẽ không bằng những bạn làm trong những cái mảng sản xuất production chuyên nghiệp. Cái này chỉ là tương đối thôi chứ nó không phải là hoàn toàn. Mình biết những anh em làm cưới họ cũng có nghiên cứu, họ cũng học hỏi, họ cũng có trau dồi kiến thức về ánh sáng, kiến thức về thiết bị họ cũng rất là nhiều, chứ phải không? Nhưng mà tình hình chung là khi mà va chạm thực tế các bạn đi làm thì không thể nào một cái show chụp cưới hay một cái show quay cưới mà thiết bị nó nhiều và nó phức tạp hơn một cái show mà sản xuất một cái MV hay là sản xuất một cái bộ phim điện ảnh được. Cao lắm các bạn đi quay phim chụp hình cưới các bạn chỉ cần cái máy, 2-3 cái máy lens, gimbal hết, ánh sáng và 3 cái đèn led đánh lên là hết. Nhưng mà sản xuất một cái MV, sản xuất một cái job, một quảng cáo họ cần nhiều hơn thế. Cái ekip họ có nhiều người làm việc cùng với nhau hơn là một cái ekip mà đi làm cưới. Ekip đi làm cưới thì hầu như ai cũng như ai hết, cũng ôm cái máy đi quay hoặc đi chụp thôi. Nhưng mà cái ekip mà sản xuất vở sân họ có nhiều thứ hơn thế. Họ có DOB, cam op, rồi có focus puller, rồi gaffer, đủ thứ hết á. Rất là nhiều người mới sản xuất được một cái sản phẩm video chuyên nghiệp được. Thì đó là cái lý do chính mà khiến cho những anh em làm những công việc
ở sân á, họ không có coi trọng cái những anh em mà làm cái việc mà lĩnh vực cưới là vậy. Mình đó thì mình đều làm cả hai mảng và mình cũng có nghiên cứu cả hai mảng thì mình mới thấy được một cái như thế này. Dĩ nhiên nói về mặt chuyên môn thì những anh em làm cưới có thể sẽ không bằng hoặc có thể sẽ không có cần thiết bằng những anh em kia, nhưng mà không phải nói vậy là người ta dở hơn, bởi vì mỗi một cái nghề nó sẽ có một cái khó khác nhau, nó sẽ có một cái đòi khác nhau. Rõ ràng khi bạn đi quay cưới thì khách hàng người ta đâu có quan trọng thiết bị gì đâu, đâu có giống như khách hàng bên bữa sinh đâu mà đòi phải có máy Arri Red hay gì đó, hay là lens cine gì đó, đâu có cần thiết đâu, họ đâu có biết gì đâu mà họ đòi. Thì chỉ nhiên là những người làm cưới người ta không có kiến thức về những cái đó là đúng rồi. Không thể bây giờ các bạn đi làm cưới mà các bạn dát những cái đèn daylight rồi vô nhà của dâu rể các bạn đánh sáng choang, hoặc là set up ánh sáng vàng, ánh rim light hay là ánh sáng màu này nọ công phu, thời gian đâu làm chuyện đó. Nhiều khi dọn cái máy đi mà chạy đây xe dâu còn không kịp nữa. Đó thì là do cái yếu tố công việc khiến cho người ta không cần thiết đến những cái việc đó, hoặc không cần tới những kiến thức đó, hay là người ta không có lý do người ta phải cần đó, tụi ta không sử dụng. Mình phải nói vui với lại những bạn học trò của mình đó là bản thân những người mà đi quay phim cưới như tụi mình đó, là chụp hình cưới đó, là tất cả trong một, như là siêu nhân vậy các bạn. Mình vừa là cái người phải giỏi nghề, mình vừa phải là nhà tâm lý nữa để mình nắm bắt tâm lý khách hàng. Mình đi chụp hình cưới cho khách hàng, quay phim cưới khách hàng, mình phải tạo không khí. Người mà mình làm việc không phải người mẫu diễn viên, không phải là cái người mà có thể diễn trước ống kính được. Mình phải biết cách, phải có những cái mẹo, có những thủ thuật để tương tác với khách hàng, làm sao để mình có những cái bộ hình, những cái video xuất sắc. Thì đó là một cái kỹ năng mà những anh em làm cưới có, mà những anh em kia không có. Có những cái không phải là mình đi làm việc với cô dâu rể là mình chỉ nắm bắt tâm lý của cô dâu rể không thôi đó. Mà những người mà làm cưới như mình á, làm việc với cô dâu chú rể, nắm bắt tâm lý của cô dâu rể, mà còn phải nắm bắt tâm lý của cả gia đình và dòng họ của cô dâu rể, bạn bè của cô dâu rể nữa, bạn thấy không? Một cái đám cưới có rất nhiều người trong đó, có gia đình dòng họ của họ nè, ông bà cha mẹ rồi bạn bè anh chị em đó. Rồi còn tiền bạc các bạn lấy về cũng nhanh thôi, bạn chụp hình xong, quay phim xong, khách hàng trả tiền. Đối với mình đi thì khách hàng đặt cọc 10% để giữ ngày, rồi đến cái ngày mà họ đám cưới mình lấy hết tiền, hoặc cái ngày mà mình đi làm việc cho họ đó mình lấy hết tiền, sản phẩm mình giao sau đó là xong, chứ không có lè nghè giống như là những cái công ty phải đợi nó trả tiền, giống như là chầu chực mệt lắm. Cưới á, nó sẽ có nhiều thể loại cưới, là chụp hình quay phim đám cưới, chụp hình quay phim trước đám cưới, rồi chụp hình quay phim sau đám cưới nữa. Thông thường các bạn sẽ nghe là pre-wedding, wedding, nhưng mà cái after wedding ít người nghe lắm. Cái after wedding là cái gì? Là những cái gì đó sau cưới, ví dụ như họ có thể chụp một cái bộ ảnh hay một quay một cái clip kỷ niệm ngày cưới, hoặc là có thể chụp và quay phim con của họ, hoặc là cái ngày mà cô dâu mang bầu đặt bạn quay phim chụp hình cái ngày hôm đó, cái ngày họ đi sanh đi đẻ nữa, rồi cái ngày thờ nôi đẻ tháng, ví dụ như vậy là cái after wedding. Cái điều đầu tiên khi em mới bắt đầu bước chân vào cái lĩnh vực mà quay phim chụp hình cưới á, các anh em phải hiểu được, phải định hướng được là mình sẽ đi theo cái hướng nào. Cái này rất là nhiều anh em mới bắt đầu làm nghề gặp phải, như bản thân mình đi, lúc bắt đầu mình cũng vậy đó, mình bị lan man, mình loay hoay trong một cái mớ hỗn độn, rất là nhiều cái phong cách khác nhau về hình ảnh. Như có hàng lúc thời điểm mà mình mới làm thì nó không có mấy cái style Hàn Quốc này nọ đó, chỉ là chụp hình cô dâu chú rể ra Phú Mỹ Hưng quận 7 hay là đứng chụp hình như thôi, cầu ánh sao rồi đó. Thì năm 2009, 2010 như đó hay là quá đủ rồi, là quá đẹp rồi. Khoảng tới năm 2012, 2013 rồi đó, bắt đầu cái xu hướng mà phim trường với Hàn Quốc du nhập vô. Thì lúc đó là một số anh em làm phim trường ăn nên làm ra lắm, mở cái phim trường ra thu 800-900 ngàn một tiếng. Bây giờ 800-900 ngàn các bạn chụp được nguyên ngày luôn á, hồi xưa là một tiếng 800-900 ngàn. Còn bây giờ thì cái xu hướng phim trường nó bị thoái trào đó. Rồi sau đó nữa là tới phong cách hipster, rồi file ảnh du nhập vô, rồi các anh em chạy theo đó. Đó thì lúc đó mình cũng vậy, mình trải qua rất là nhiều thời kỳ mà, cho nên là mình cũng phải thay đổi liên tục để mình có khách hàng. Không lẽ bây giờ cái studio kia họ làm cái bộ ảnh cưới phim trường đi, mình không có bộ ảnh nào làm mẫu hết thì mình khách đâu tới với mình nữa. Đó là lý do mình phải thay đổi sạch như cái tắc kè vậy đó. Đó thì cái đó là một cái mà nhức nhối trong lòng mình, tại vì mình không có định hình một cái phong cách thời gian đầu. Đến sau này mình chán cái mảng chụp hình rồi mình bỏ qua luôn, mình bước sang quay phim năm 2011, đúng rồi, 2011 mình quay cái clip cưới đầu tiên là ở Hội An. Đôi đó họ book mình đi chụp cảnh cưới Hội An thôi, nhưng lúc đó mình cũng bỏ ra hơn 100 triệu mình mua cái dàn máy Canon 5D Mark 3, cái lens tele, cái tripod đi quay. Lúc chả biết gì về quay hết, không biết cái gì gọi là frame rate hay là slow motion, không biết cái gì hết. Dựng phim thì biết, tại hồi xưa có làm thiết kế cũng dựng những cái video quảng cáo biết, còn quay phim cưới, quay phim sản xuất không biết. Mình quay cái video đó xong cái tự nhiên cái
khách hàng nhiều hơn, cái bạn bè của cô dâu rể họ thích, rồi họ book mình đi quay những cái thể loại đó. Thì lúc đó mình cũng thấy ok, cũng thích, tại vì thấy nó vui hơn là chụp hình cưới, tại vì đi quay phim về làm phim ấy nó thích hơn là làm cưới. Đó là cảm nhận cá nhân của mình thôi các bạn. Thì lúc đó mình quyết định mình chuyển sang quay phim, sau đó mình cũng quay những cái video cưới cho những cặp đôi sau này, thứ thế. Mà còn lúc đó mình cũng quay theo cái kiểu bánh bèo đó, nghĩa là mình quay theo cái kiểu mình hay gọi vui là bánh bèo, cứ nhạc cứ nhẹ nhẹ, nhạc ballad, nhạc pop, nhẹ, là cô dâu rể bước tới bước lui nhìn nhau. Thì mãi cho tới năm 2015 hay 2016 gì đó mình mới chuyển hướng, mình mới quay một cái clip cưới nó hơi húm, nó hơi hipster, nó hơi kiểu nó phóng khoáng, nó tự nhiên hơn đó. Thì từ đó cái mình thay đổi cái phong cách của mình theo hướng nó luôn tới bây giờ. Các bạn bây giờ các bạn bắt đầu làm nghề, các bạn có nhiều cái điều kiện thuận lợi lắm, các bạn có thể đi học, tại vì đầu tư cho kiến thức từ ban đầu rất là đúng đắn, bởi vì các bạn biết được là mình cần cái gì, mình bỏ tiền mình đi học nó sẽ nhanh hơn cái việc như mình sẽ mất 10 năm trời mình mới định hình được cái phong cách của mình. Bất cứ cái ngành nghề nào cũng vậy ha, các bạn đi học là các bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian, thay vì cái thời gian đó các bạn lọ mọ, các bạn đi từ cơ bản ABC phải chật vật tự tìm hiểu tự nghiên cứu, thì bạn đi học bạn sẽ mất ít thời gian hơn, thì cái thời gian còn dư ra đó các bạn có thể bứt phá, thì lúc đó các bạn có thể phát triển nhanh hơn với những người đang làm cái nghề đó. Chứ bây giờ bạn đã ra sau người ta rồi, bạn còn phải tự học mày mò, bạn mất nhiều thời gian hơn nữa, lúc đó các bạn lại bị tụt lại phía sau. Lúc có thị trường thay đổi rồi bạn cũng chưa tự học xong nữa. Thì rồi khi mà các bạn xác định được cái phong cách mà các bạn theo đuổi rồi, thì các bạn phải chọn cái người nào mà mạnh về cái phong cách đó các bạn theo, các bạn học. Có nhiều người đi theo những cái trường phái hipster nè, có nhiều người đi theo trường phái fire art nè, nhiều lắm, nhiều cái phong cách khác nhau trên thế giới lắm. Nhưng mà mỗi một người sẽ mạnh một cái trường phái. Các bạn thấy người nào làm tốt cái trường phái nào các bạn yêu thích, các bạn đi theo đó học. Cái đó là cái chính xác nhất, cái đúng đắn nhất mà mình chân thành mình khuyên các bạn mới luôn á. Rồi khi mà các bạn chọn được cái người thầy mà giỏi về cái trường phái mà các bạn yêu thích rồi đó, thì các bạn phải chọn cái người mà còn đang làm việc á. Tức là cái người đó vẫn còn đang hoạt động ở trong cái lĩnh vực cưới, và họ vẫn còn đang có khách hàng. Khách hàng vẫn còn đang chuộng cái style của họ, vẫn còn đang book họ đi làm việc, thì đó mới đúng. Chứ chọn thầy mà thầy nghỉ hưu rồi đi dạy là thua. Tại vì cái thị trường cưới này nó update liên tục các bạn. Cái phong cách đám cưới nó giống như thời trang vậy đó, nó update liên tục. Nó không phải là dạy cái cơ bản xong mà thôi, nó còn phải có kinh nghiệm thực tế. Cái nghề cưới này nó khó cái chỗ là cái kinh nghiệm thực tế, chứ nó không phải là kỹ năng. Mình hay nói với bạn học viên mình, nó kỹ năng học đâu cũng được đó. Cái cưới thì đơn giản lắm, chụp hình quay phim cưới đơn giản lắm, cầm cái máy là chụp được, cầm cái máy là quay được. Kiến thức đầy trên YouTube, đầy trên Google, search mấy cái là ra. Cơ bản về nhiếp ảnh, cơ bản về quay phim là chỉ cần luyện mấy cái đó thôi là có thể đi làm cưới được rồi. Nhưng mà để mà làm cưới được đẹp á, hoặc là nổi tiếng, hoặc là ra được sản phẩm mà giá trị á, là phải học từ những người có kinh nghiệm. Kinh nghiệm đó chỉ có từ những người có kinh nghiệm truyền lại, hoặc là các bạn tự tích lũy mà ra thôi. Rồi khi mà các bạn xác định được là đi theo trường phái nào, chọn được người thầy như thế nào, thì các bạn mới bắt đầu đi học và mới mua thiết bị, đúng không? Đây là vấn đề thiết bị. Đối với mình, thiết bị quan trọng nhưng mà nó không phải tất cả. Hồi trước lúc mà mới ra nghề á, mình cũng hay lăn tăn cái việc là xài máy gì, lens gì. Mình cũng hay lên mạng coi cái anh đó, anh quay cái phim nó đẹp quá, anh xài lens gì, anh xài máy gì. Mà đối với mình bây giờ nó không còn quan trọng nữa các bạn. Giống như mình hay nói với các bạn học trò của mình, cái chuyện mà các bạn quay máy gì, lens gì, nó còn phụ thuộc vô cái sở thích, cái sở trường, cái gu thẩm mỹ của bạn như thế nào. Chứ nó không phải phụ thuộc vô người ta. Người ta xài cái gì kệ người ta, quan trọng là nó có hợp với mình hay không. Chứ còn bây giờ mình mua theo người ta chưa chắc gì mình nó quay được giống người ta. Thiết bị tốt sẽ cho ra sản phẩm đẹp, cái đó đều chắc chắn. Nhưng mà sản phẩm đẹp nó không hẳn chỉ được quay bởi thiết bị tốt. Mình vẫn hay quay những cái video bằng điện thoại, hay là chụp những bức hình bằng điện thoại mình up trên Facebook của mình. Nó không phải là quá xuất sắc các bạn, nhưng mà nó vẫn đẹp. Mình tận dụng tối đa cái khả năng của thiết bị so với nhu cầu của mình thì nó sẽ ra sản phẩm đẹp. Nên chứ không nhất thiết các bạn bỏ quá nhiều tiền, các bạn mua cái thiết bị thật là đắt tiền các bạn sẽ có sản phẩm đẹp đâu. Mà muốn có sản phẩm đẹp, các bạn lấy cái tiền đó các bạn đầu tư vào kiến thức. Thì các bạn bỏ tiền các bạn đầu tư kiến thức, đầu tư cho tài nguyên để làm nghề thì nó tốt hơn nhiều so với các bạn mua thiết bị. Thì khi bạn mua thiết bị, năm nay ra cái máy này, qua năm sau, không tới năm nữa là ra cái máy khác. Cái máy này lỗi thời, rớt giá, lỗ. Nên cái lens cũng vậy, thẻ nhớ hay là pin hay tất cả mọi thứ vậy, nó là đồ công nghệ thì chắc chắn một điều là nó sẽ bị rớt giá, nó sẽ bị lỗi thời, nó sẽ bị đào thải. Và cái tiến trình đó nó diễn ra rất là nhanh, nhiều khi không tới năm mấy tháng. Các cái hãng chạy đua với nhau, nhiều khi như mình đang xài Sony,
ngay cả Sony một năm ra 2-3 dòng máy cũng có. Đâm ra mới mua cái này, ôi chết cha nó ra cái kia rồi, bây giờ uổng quá tự nhiên mua cái này. Kiểu vậy các bạn, đó cho nên là cái việc mà nói thiết bị không nên đầu tư quá đắt tiền. Chỉ nên đầu tư đúng với nhu cầu của mình thôi. Trừ những cái job nào mà nó đòi hỏi phải thiết bị đó mới làm được thì mình không nói. Như làm cưới á, sướng hơn so với những bạn mà làm rõ sân cái chỗ đó nữa các bạn. Các bạn không cần phải thiết bị quá xịn, các bạn vẫn có được khách hàng xịn, các bạn vẫn có được sản phẩm đẹp. Còn làm rõ sân á, nhiều khi khách hàng yêu cầu cái thiết bị đó, cái job này phải có thiết bị đó, chất lượng như thế đó, tôi mới đặt. Các bạn bắt buộc phải chạy đua, phải bỏ tiền ra đi mua thiết bị đó về công ty mới làm được cái job đó, hay là thuê mướn gì đó và mới làm được cái job đó. Hay còn làm cưới không cần thiết bởi vậy. Khách hàng khi mà người ta book bạn, người ta đâu biết bạn xài máy gì đâu. Bạn có nói, người ta cũng chả biết. Đến khi các bạn đi quay hay đi chụp cho họ, họ nhìn thấy cái thiết bị bạn đang xài, họ không biết, mà cũng hầu như không trả ai đấy. Nhưng hồi đó mình còn xài những cái máy Sony A6500, mình quay MV nè, cưới nè, màu sắc sản phẩm rất đẹp. Khoảng thời gian đó nha các bạn, so với bây giờ nó không còn xuất sắc như lúc đó rồi, nhưng mà lúc đó so với cái thiết bị đó thì quá xuất sắc. Rồi mình cũng đã từng đầu tư rất là nhiều thiết bị đắt tiền, đầu tư nhiều lắm, mua cái này mua kia riết quá trời, tại mình nghĩ là vậy cho nó oai. Đi quay phim cưới á, giá cả đóng ra vậy đó, khách hàng ta mới sợ. Thì cái đó đến bây giờ mình bỏ ý định đó, là vài năm gần đây mình không còn có suy nghĩ đó nữa, mình bán hết. Năm 2018 mình xài Canon C100 Mark II, mua hai cái máy đó với lại một dàn lens, rồi mua thêm một con Canon R để gắn gimbal, rồi sẵn quay behind the scene rồi luôn cho team á. Chứ con Canon R nó phế lắm, mình cũng chả có quay cái job nào với Canon R. Mỗi lần đi á, vác đi phải ba người xách vali rồi túi đủ thứ vô những cái nhà cô dâu nào mà nhỏ coi như phải để ngoài đường, rồi mưa gió rồi rủi ro mất cấp rồi rất là nhiều đó. Rồi chưa kể là mỗi lần mà vô những cái nhà nào mà không có thang máy đi, có những nhà cô dâu rể hầu như không ai nhà nào có thang máy, nhà dân chỉ có nhà hàng mới có thang máy thôi, nhà dân không thang máy. Mà nhiều khi nhà cô dâu á, cô dâu trang điểm ở trên lầu 3 đi bộ lên mà vác cái máy to đùng đi lên đi xuống, đi lên xuống máy bận như buổi sáng vậy đó, tập thể dục máy bận như vậy. Bạn nào làm cưới sẽ biết, rước dâu cứ lên quay cô dâu trang điểm chút xíu xong xuống quay cổng hoa xong rồi lên rồi lên xuống rồi quay người nhà cứ vậy đó, lên xuống mà nhà mà không có thang máy cứ đi lên xuống thì nó cũng khùng mà vác thiết bị nặng nữa. Rồi nói không, rồi nguyên cái dàn thiết bị đó, cái chuyện mà đau khổ nhất đối với mình không phải là cái việc mà đi làm cưới ở Sài Gòn đâu, mà nó đau khổ nhất khi mà mình ra sân bay hoặc là đi tàu xe. Thứ nhất đi máy bay đi, mình phải tốn tiền thuê thêm nhân sự để xách đồ lố ký, phải mua thêm hành lý, phải mua thêm ký. Lên máy bay á, vì nó quá nặng cho mình không thể nào xách tay được, phải ký gửi, mà ký gửi thì rủi ro mất cấp, mà rủi ro bị hư hỏng rất là cao, cho nên phải chia ra cho người này xách cái máy, người kia xách cái máy, ống kính người chia ra tùm lum đó. Rồi cực khổ lắm, mình xuống lấy hành lý một đống, ly taxi phải đi hai chiếc tại vì đồ nhiều quá nha. Những cái đám cưới mà ngoài trời ngoài biển rồi đi, đồ đạc cả đống đó để cát vô đầy hết trơn rồi hả, phải có người giữ đồ, nó phải thuê thêm một người thay giữ đồ, mệt lắm. Đó là cái chuyện thiết bị khủng rồi, thấy không, lè được ai đâu mà thấy mệt cho bản thân mình thôi. Mà chưa chắc gì quay cái dàn thiết bị đó mà quay ra được phim đẹp như bây giờ. Đó là cái mà mình rút ra từ cái kinh nghiệm xương máu của bản thân mình các bạn. Nên không nên đầu tư thiết bị quá nhiều đâu. Các bạn chỉ nên đi quay cưới với số lượng thiết bị vừa đủ, đủ để xài. Như mình là năm 2020 là mình chuyển hết tất cả qua hai con A73, một cái lens 55, một cái lens 24 hết. Đèn, mua mấy cái đèn LED Yongnuo, đèn LED bảng á các bạn, mỏng dánh là nhỏ xíu à. Rồi mua mấy cái chân đèn mà dạng gấp gọn nhỏ xíu à. Chứ đừng có mua mấy cái chân đèn mà nó to quá, nó nặng quá, tại vì các bạn bỏ 2-3 cây chân đèn vô các bạn xách mệt lắm. Mua mấy cái đèn nhỏ gấp gọn mà còn khi mà xếp gọn là còn cỡ như đây nè, mấy chục cm á, bán mấy trăm ngàn các bạn mua đó. Tại vì đèn mấy cái LED bảng nó nhẹ hều à, các bạn cũng chả cần phải chân đèn lớn làm gì đâu. Nếu mà các bạn sợ, các bạn có thể để mấy cái ba lô mấy ảnh các bạn chặn lại nó là chắc chắn rồi, nhưng mà được cái nó gọn nhẹ, nó cơ động. Hồi trước mình còn hay xài gimbal ha, tripod, monopod, tripod cũng mua loại nhỏ nhỏ để nhanh tiết kiệm diện tích tối đa, tại vì cái tỷ lệ trong một cái đám cưới mà các bạn sử dụng tripod, monopod nó không có nhiều. Mình đi quay phim cưới nào, bạn nào coi những cái video behind the scenes của mình sẽ thấy mình cầm tay không á. Mình chỉ cần tripod cho những đoạn phát biểu thôi, tại vì chắc chắn điều phát biểu là phải có tripod hoặc là monopod, tại vì không thể nào mà các bạn cầm tay quay suốt được hết. Nhưng mà mình vẫn cầm tay mình quay suốt được nha các bạn, đó là đối với mình thôi, chứ mình không nói là cái đó là ai cũng làm được nha. Đối với mình quay phát biểu mình vẫn cầm tay đó, tại mình thích nó cơ động, mình có những cái mẹo riêng của mình để cầm tay. Nhưng mà đối với team của mình đều có tripod cho họ hoặc là monopod cho họ để họ quay những cái shot đó. Gimbal cũng vậy, bây giờ mình cũng đâu cần gimbal đó, tại vì giờ năm 2021 mình đổ qua A7S3 thì mình bán luôn cả lens 55 với 24 luôn.
mình mua một cái lens 35 là đủ hết luôn, coi như xong nữa. Tại vì Sony thì mình thích cái chỗ là xài Sony cái là nó có clear image zoom, là xài lens fix mà các bạn vẫn zoom được, có chống rung, có cái gimbal, mình vẫn cầm tay quay được nguyên một cái clip mà nhảy đầm bằng con A7S 3, không cần thiết phải gimbal, vẫn mượt. Mình có làm cái video behind the scene, bạn nào chưa tin hãy xem lại. Đi qua những cái đám cưới và destination wedding thì di chuyển rất là nhiều ha. Như các bạn có thể sẽ chạy tới chạy lui rất là nhiều, các bạn không thể nào để đồ quá nhiều một chỗ nào đó được, các bạn phải tốn thêm người để giữ đồ ha. Rồi khi mà mưa xuống á, mình đi qua một cái đám cưới ở Đà Lạt, mưa xuống một cái hơn là đi làm với mình, thiết bị giống như mình, cho nên là anh em rất là đỡ cực. Chứ đi làm với những cái team mà thích khoe mẽ, thích show hàng, nó đem cái đống thiết bị ra để mà lòe thiên hạ, đó là coi như cái trận mưa đó là sắp mặt. Tại vì sao không? Mưa ập xuống bất chợt, đang quay sao chạy kịp mà gom, rồi máy móc ướt hết trơn, còn mình một cái máy, tay che dù, tay cầm máy, không có gimbal, không có tripod, không có robot, tay che dù, tay cầm máy quay tỉnh bơ, vừa an toàn vừa khỏe người. Âm thanh này nọ mình cũng xài những cái recorder nhỏ nhỏ đủ xài, tại vì cái đám cưới mà đâu có cần thiết là phải xài mấy cái recorder lớn như là Zoom H5, H6 rồi đâu. Mình thấy nó thừa thải đó các bạn, nó thừa thải một cách vớ vẩn luôn. Nó không cần phải thu những cái âm thanh mà kiểu mà lossless hay là những cái kiểu mà chất lượng như một cái đại nhạc hội, cái đám cưới thôi mà. Chủ yếu là các bạn chỉ cần lấy tiếng người ta phát biểu thôi là đủ rồi. Khi mình chỉ cần một cái wireless microphone là mình đủ để quay cái đám cưới rồi. Không nhất thiết phải recorder nữa, recorder là chỉ để backup thôi, để dự phòng khi nào có trục trặc thôi. Những năm gần đây là công nghệ nó giải quyết được rất là nhiều vấn đề các anh em đi làm nghề trước giờ hay gặp phải rồi. Cho nên các bạn bỏ tiền ra các bạn mua thiết bị nó cũng dễ hơn và rẻ hơn nữa. Mình hồi xưa mình xài A6.4, mình đi quay một cái đám cưới xịn vẫn được. A6.4 mình cũng một tay hai máy, tay cầm gimbal, tay cầm tay mình quay. Mình có làm cái video về behind the scene, bạn nào thích có thể xem lại. Đó thì A6.4 đâu có chống rung cho nên bắt buộc mình phải xài gimbal. Và gimbal mình xài cái loại cũng rẻ rồi. Jiyun Grand Plus gì đó. Cả 2-3 triệu mua cũ á, thậm chí giờ nó còn bán nữa, giờ bán cũng không ai mua nữa. Nhưng mà đủ xài rồi, tại vì sao? Gimbal để chống rung thôi mà, cần gì phải giác cái gimbal 10-20 triệu đi chứ, là quá sức rồi, là phí phạm. Bạn đâu phải đi quay phim điện ảnh đâu, bạn phải quay phim truyền hình đâu, quay cưới thôi mà. Các bạn nào có đủ điều kiện dư giả thì đầu tư ok, cái đó chuyện nó bình thường, hợp lý. Nhưng mà bản thân mình thấy nó không cần thiết. Các bạn giác đồ càng mắc tiền mà đi làm, rủi ro càng cao, lỗ lã là các bạn chịu, đâu có khách hàng nào trả cho bạn đâu, ai chịu cho bạn. Rồi khi mà các bạn đi làm việc ở nhà hàng ở Việt Nam nè, có những cái nhà hàng mà theo cái dạng mà trung tâm tiệc cưới đó các bạn, đó thì đồ đạc nhiều quá, các bạn để đồ sẽ nguy hiểm nữa, người ra vào rất là nhiều. Khi mà là cô dâu rể lên sân khấu làm lễ, các bạn đi vào theo đồ đạc để bên ngoài á, thì các bạn sẽ dễ bị mất cắp. Nếu như các bạn không muốn mất cắp, các bạn phải cắt một người ở lại để trong đồ, thì lúc đó các bạn sẽ tốn thêm chi phí, thuê thêm nhân sự. Thì đó là cái những cái bất cập mà mình nói khi mà đầu tư thiết bị quá nhiều và đầu tư vô tội vạ, nó không cần thiết. Thiết bị mà tốt nhất là cái thiết bị mà các bạn có thể tận dụng tối đa cái khả năng của nó, cái hiệu năng của nó, đó mới là thiết bị tốt nhất. Và nó phải cơ động nhất có thể. Thiết bị tốt quá đi chăng nữa mà mỗi lần muốn xài tới là mệt mỏi là cũng vứt. Ví dụ như bây giờ mình đi quay cưới mà mình giác một cái máy như là máy Arri, máy Red rồi ha, hoặc là một cái máy gì đó bự chảng to đùng đi quay, ok thì có thể nó quay ra rất là đẹp đúng không, nhưng mà mỗi lần xài nó mệt đó. Mỗi lần xài nó phải xách nặng nè, rồi phải chân máy là đủ thứ, mở máy lên cũng lâu hơn. Đối với mình cái đó nó không áp dụng được cho cái công việc của mình không thích. Mình thì mình đánh giá cao những bạn quay phim chụp hình, cái là videographer hoặc là photographer làm cưới hơn là những bạn là quay phim chụp hình pre-wedding hoặc là after wedding. Bởi vì cái mà quan trọng nhất là cái phản xạ và cái nhạy bén ở trong cái quá trình đi làm việc của các bạn á. Thì những bạn mà quay phim chụp hình đám cưới, tiệc cưới, ngày cưới thì các bạn đó thể hiện được cái đó tốt hơn. Cái sản phẩm ngày cưới nào mà đẹp á, thì chứng tỏ cái level của bạn đó càng cao. Còn cái pre-wedding với cái after wedding á, nó không có đòi hỏi phải nhảy bén phản xạ gì cả các bạn. Bởi vì mấy cái đó nó có đi chăng nữa nó cũng rất là ít. Tại vì mấy cái đó đó các bạn set up được. Giờ mình quay pre-wedding đi, cái cảnh của dâu rể hôn nhau, ví dụ vậy đó, hôn nhau không đạt làm lại, quay không kịp làm lại, quên bấm nút quay quay lại. Nhưng mà đám cưới cảnh người ta hôn nhau bạn quay không kịp là không có quay lại được. Không lẽ bây giờ đang hai nhà ra, hai gia đình đang làm lễ hoặc là cô dâu rể đang đọc vow, cô dâu rể hôn nhau, bạn quay ê hôn lại cho tao quay với, nó chọi déo vô mặt. Nghĩa là mọi thứ phải diễn ra cách tự nhiên và nó chỉ diễn ra có một lần. Cho nên những bạn mà làm cưới mà làm đám cưới thì level nó sẽ cao hơn.
các bạn tập được cái nhạy bén phản xạ. Ngoài việc các bạn bắt kịp với khoảnh khắc đó mà các bạn phải bắt sao cho đẹp nữa. Cho nên là mình đánh giá cao những bạn mà làm nghề quay phim chụp hình đám cưới nhiều hơn là những bạn mà quay phim chụp hình pre-wedding. Không phải bạn nào quay một cái phim pre-wedding đẹp đi quay đám cưới cũng được. Tại vì các bạn nó quen với cái việc setup quá lâu rồi mà các bạn đó không có trau dồi cái việc mà phản xạ nhanh nhạy, hay không có nắm rõ những cái quy trình hay những cái cách làm việc trong một cái đám cưới thực thụ á, các bạn nó sẽ khó làm. Mình không nói là làm không được nha, nhưng mà nó sẽ khó ra được cái kết quả như bạn nó mong muốn. Như bản thân mình hồi trước mình cũng thích quay pre-wedding đó. Mình tại mình thấy nó thoải mái sáng tạo và thích vẽ vời đủ thứ ra, kêu dâu để làm này làm nọ, chuẩn bị đồ đạc này. Nhưng mà sau này cái mình cảm thấy mình thấy thích quay đám cưới nhiều hơn, tại vì mình thấy nó thứ nhất là nó thể hiện được cái level của mình, thứ hai nữa là mình thử thách được bản thân mình nhiều thứ lắm. Giống như các bạn chơi một cái game mà các bạn không biết trước được cái cốt truyện, các bạn cứ chơi rồi nó sẽ dồn dập những cái sự kiện nó diễn ra trước mặt mình, mình phải phản ứng lại với nó, mình phải phản xạ với nó, giống như là các bạn phản xạ trong game đó. Cho nên là mình thích thử thách hơn, mình thích những cái mà nó như vậy hơn, tại vì nó cảm giác đã lắm rồi, khi bạn làm được đó, cảm giác đã lắm. Quay video nếu các bạn chơi game, cái game nó quá dễ nên các bạn biết được đường đi nước bước, các bạn phá đảo rất là dễ dàng, thì cái đó nó hết vui đó các bạn. Bạn chơi cái game mà các bạn biết cách để các bạn phá đảo thì hết vui. À, chơi cái game mà các bạn không biết được cuối game là cái gì, không biết trùm cuối là ai, thì cái đó nó mới hay. Đó là cái lý do mà mình thích quay phim cưới nhiều hơn là quay phim pre-wedding. Rồi thì mình vừa chia sẻ cho các bạn một số cái kinh nghiệm, cũng giống như là những cái điều kiện, những cái yếu tố quan trọng để các bạn có thể bắt đầu làm công việc quay phim chụp hình nói chung cũng như là quay phim chụp hình cưới nói riêng. Thì tóm tắt lại là các bạn cần phải có một cái định hướng từ ban đầu. Các bạn cần phải xác định rõ là các bạn đi theo một cái hướng nào, đầu tư ra sao, thì các bạn mới có thể lên được cái kế hoạch cho cái lộ trình theo đuổi nghề nghiệp của các bạn được. Ở Việt Nam thì hiện tại không có một cái trường lớp nào mà chuyên đào tạo về lĩnh vực cưới hết các bạn. Có nghĩa là quay phim chụp hình cưới hoặc là đào tạo về những cái gì mà liên quan tới cưới á, wedding planner hay cái gì đó, thì ở Việt Nam hiện tại thì mình chưa thấy có cái trường lớp nào đào tạo mấy cái đó hết. Chỉ có chăng là các bạn đi học lại từ những người đang làm nghề thôi, như là học từ những người đi trước á. À, như bạn nào yêu thích về quay phim chụp hình cưới thì đi học những bạn đang làm công việc quay phim chụp hình cưới. À, bạn nào yêu thích về hoa cưới thì có thể học những bạn nào mà đang làm hoa cưới. Tương tự vậy, make up, áo cưới, tất cả mọi thứ là nghề, dạy nghề thôi. Mình cũng có dạy một kỳ một, dạy cho một số bạn mà học trực tiếp với mình về dựng phim, quay phim, rồi tư duy dựng phim, tất cả mọi thứ. Bạn nào mà tham gia cái lớp mà một kỳ một của mình, nó có được cái lợi thế là sẽ được sử dụng tất cả những cái màu sắc mà mình làm ra, sử dụng cái tài nguyên mà mình đang làm ra, cũng giống như là được chia sẻ kiến thức miễn phí, có thể tham gia miễn phí bất kỳ cái workshop nào mà mình đang tổ chức hoặc là sắp sửa tổ chức. Thì bạn nào có nhu cầu tham khảo cái khóa học một kỳ một có thể liên hệ với mình. Thì khóa học một kỳ một của mình á, là mình dạy từ A tới Z luôn, tất nhiên là các bạn không biết gì quay phim, không biết gì về cưới vẫn có thể học được. Còn nếu như bạn nào không có thể tham gia được cái khóa học một kỳ một đó mà vẫn yêu thích cái mảng cưới, vẫn muốn làm việc về cái lĩnh vực cưới, thì có thể tham gia hội viên Super VIP trên kênh YouTube của mình. Thì trên cái kênh YouTube này á, những cái video mà mình làm riêng dành cho hội viên Super VIP á, là những cái video mình làm để chia sẻ những cái kinh nghiệm, những cái tư duy, những cái thủ thuật để các bạn có thể làm việc trong cái lĩnh vực quay phim cưới nó tốt hơn. Có thể đối với những bạn mà chưa từng tiếp xúc với lĩnh vực quay phim chụp hình thì nó sẽ hơi xa vời, nó sẽ hơi khó tiếp cận. Nhưng mà đối với những bạn nào mà đang làm về quay phim chụp hình á, hoặc là đặc biệt là những bạn đang làm về cưới á, thì xem những cái video dành riêng cho hội viên của mình á, thì sẽ thấy nó rất là giá trị. Bởi vì nó sẽ giúp cho các bạn cải thiện được cái kỹ năng cũng giống như là cái tư duy của bản thân khi mà làm việc quay phim cưới. Ngoài ra thì mình cũng có tặng những cái tài nguyên như là lớp màu, nhạc, bản quyền miễn phí dành cho những bạn đăng ký hội viên Super VIP trên kênh của mình. Thì nếu như bạn nào có nhu cầu có thể đăng ký theo cái link mà mình để bên dưới. Ok, video đó là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần tới.